Cảm ơn Chúa, chúng ta sẽ cùng học lời Chúa với nhau. Tôi xin chia sẻ cùng ông bà anh chị em với đề tài đó là sự kêu gọi thuộc linh. Sự kêu gọi thuộc linh. Khi chúng ta tin Chúa đó, có rất nhiều người đến làm chứng cho chúng ta. Có một số người nói chúng ta thế này: hãy tin Chúa Giêsu, anh được giàu có hơn. Hãy tin Chúa Giêsu đi, anh sẽ được làm ăn được. Hãy tin Chúa Giêsu cái anh hết bệnh hà. Hãy tin Chúa Giêsu đi thì anh được phước lắm. Thế là người ta tin Chúa chả thấy phước đâu. Gặp nhiều cái biến cố xảy ra, chính chỗ đó nhiều người cảm thấy sao mấy cái người này như là lừa tôi hay gì á. Và chúng ta có cảm giác như là mình sao bị lừa. Cái lý do là tại vì chúng ta không có biết được mình có sự kêu gọi thuộc linh từ nơi Chúa cho chúng ta. Nếu một người biết rõ về sự kêu gọi của Chúa trên đời sống của họ, thì họ xem cái sự mất mát hay là xem những cái điều mà nó xảy ra, đó là việc rất là bình thường. Còn không thì chúng ta cảm thấy hình như mấy ông thợ đạo tinh lành này đang đi lừa dụ tôi. Và chúng ta cảm thấy hình như là không biết mình có sai không, đi theo cái này có sai không. Chúng ta sẽ cùng học lời Chúa với nhau phân đoạn Kinh Thánh được viết Luca đoạn 14 câu số 26. Luca đoạn 14 câu số 26. Và chúng ta sẽ nhìn phân đoạn Kinh Thánh này để Chúa chỉ chúng ta biết rằng một người được Chúa kêu gọi hầu việc Chúa đó như thế nào. Chúa nói với chúng ta: nếu có ai đến theo ta mà không ghét cha mẹ, vợ con, anh chị em mình và chính sự sống mình nữa thì không được làm môn đồ ta. Đó là cái câu mà Chúa nhắc nhở chúng ta và rất nhiều câu Kinh Thánh tương tự như vậy. Tôi xin cầu nguyện để lời Chúa đến với chúng ta một cách thông thả và tự do. Chờ chúng con đến với Ngài, xin lời của Chúa soi dẫn cho con. Và xin Chúa ban lời lẽ thật của Ngài cho con, hầu cho con chia sẻ và giảng dạy một cách thông thả tự do. Xin Chúa Ngài dẫn dắt con ở trong lời của Chúa. Và những điều gì không đến từ Chúa, xin Chúa Ngài cất ra khỏi con, hầu cho con được nhận ơn sự sống và quyền năng của Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con dâng sự vinh hiển cho Ngài trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn Chúa. Lời Chúa nói với chúng ta: ai muốn theo ta, đó là một cái sự quyết định của chúng ta. Chúa đã kêu gọi tất cả chúng ta rồi, ai cũng có sự kêu gọi hết. Nhưng tôi và bạn chị em có đáp ứng lời hay không, đó là một cái chuyện khác. Có rất nhiều người đã được Chúa kêu gọi nhưng mà không có ai đáp ứng. Nhưng có một số người được Chúa kêu gọi, bắt đầu họ đáp ứng lại. Khi họ đáp ứng thì họ nhận được những cái điều tốt lành từ Đức Chúa Trời. Còn họ không đáp ứng thì họ gặp rất là nhiều cái sự phiền toái, sự khó khăn. Và lúc đó họ cảm giác hình như là mình theo Chúa không biết có đúng hay sai. Như vậy thì tôi và anh chị em những ngày vừa qua, chúng ta có thật sự là theo Chúa không? Có ai trong chúng ta cảm thấy mình theo Chúa hình như là mình đi dụ không? Không phải không? Những người mà có cảm giác bỏ đi hết trơn rồi. Còn những người mà còn lại là đức tin chúng ta đã neo chắc như Chúa rồi đó, là chúng ta đã xác định được là mình có sự kêu gọi thuộc linh rồi đó. Bây giờ chúng ta sẽ cùng học với nhau qua phân đoạn Kinh Thánh này. Cái người muốn đi theo Chúa thì
họ phải xác chứng là Chúa đã kêu gọi họ, và họ phải đáp ứng lại cái sự kêu gọi đó. Và khi chúng ta đáp ứng sự kêu gọi của Chúa đó, chúng ta đừng có nghĩ rằng theo Chúa nó rất là dễ dàng, và chúng ta cũng đừng vội vàng tin những cái lời hứa gọi là dễ chịu, hảo huyền của những người đi làm chứng. Nhiều khi họ nói rất là hay, dỗ chúng ta rất là ngọt ngào, nhưng mới vừa bước đi theo Chúa vài ba ngày cái bị đuổi ra khỏi nhà, và chúng ta cảm thấy hình như cái gì đó làm chúng ta rất là khổ. Và Chúa Giêsu đã cảnh báo chúng ta có một số điều khi chúng ta bước đi theo Chúa. Luca đoạn 14 câu 26: Ngài phán, nếu các con muốn theo ta, các con phải ghét cha mẹ, gia đình và chính bản thân mình. Ghét là có một cái sự phân rẽ giữa cha mẹ, anh chị em, người thân của mình và chính cái bản thân mình luôn. Vì phân rẽ là cái gì? Phân rẽ đó là giữa cái tốt và cái xấu. Phân rẽ đó là giữa người tin và không tin. Nếu anh em tin Chúa mà vợ anh em không tin Chúa là sẽ có phần phân rẽ đó. Chắc chắn về đến nhà sẽ có cuộc chiến xảy ra. Nếu cha mẹ mình không tin Chúa mà mình tin Chúa là chắc chắn cha mẹ mình sẽ ngăn trở mình đó. Đó là sự phân rẽ. Phải có sự phân rẽ đó xảy ra. Ma-thi-ơ đoạn 19:21: Ngài phán với người thanh niên giàu có đang muốn đi theo, hãy bán hết gia tài rồi đi theo ta. Như vậy đi theo Chúa đó bắt đầu chịu một cái sự mất mát thứ hai, đó là gì? Tài sản. Có một số người lúc đầu chưa tin Chúa đó thì rất là giàu, theo Chúa thời gian thì tự nhiên sạt nghiệp luôn. Bắt đầu họ cảm thấy hình như là theo đạo tin lành sắp tiền quá là ăn nó đi xuống không đi lên. Có một số người bắt đầu muốn bỏ Chúa. Rồi ở trong Luca đoạn 9 câu 58: Ngài phán, nếu các con muốn theo ta, các con sẽ không có chỗ ở dù là cáo có hang chim trời có tổ. Đó là có một số người được theo Chúa mà ngược lại đầu không có nhà ở luôn. Lúc chưa có Chúa đó thì có nhà để ở, còn bây giờ theo Chúa thì bị đuổi ra khỏi nhà rồi phải ở nhà thuê. Anh chị em biết ai không? Đó là người theo Chúa đó. Luca đoạn 9 câu 61: Ngài phán, các con không thể chào từ biệt gia đình con nếu con thực lòng muốn theo Chúa. Những lúc mà chúng ta muốn từ biệt cha mẹ mình nhưng mà cũng không có thời gian từ biệt luôn. Đó. Luca đoạn 9 câu 59: Ngài phán, với người có cha mẹ vừa qua đời, con không thể dính líu tới chuyện chung cắt cha con được nếu con thực sự muốn làm môn đồ ta. Như vậy thậm chí á, mình theo Chúa đó nghe, và mình không có nhiều, không có chịu tan cúng bái được nữa. Tại sao vậy? Làm môn đồ của Chúa rồi thì mình không có làm cái đó. Như vậy chúng ta thấy Chúa Giêsu Ngài không có hạ thấp cái tiêu chuẩn của Ngài xuống. Nhưng có rất nhiều người làm chứng thì họ hạ thấp cái tiêu chuẩn của Chúa xuống. Họ đưa cái tiêu chuẩn của con người lên bằng cách là anh theo Chúa đi, anh được giàu, là họ đưa gì? Đưa tiền lên. Anh tin Chúa đi, anh sẽ được lấy vợ ở trong đạo. Họ đưa gái lên. Anh tin Chúa đi, anh sẽ không khốn khổ đâu. Họ đưa sự bình an giả tạo lên. Nhưng những cái đó không giúp cho họ được phước, mà ngược lại còn tệ hại hơn. Như vậy tôi và anh chị em hãy nhìn nhận một cách thật sự, khi là một người được Chúa kêu gọi, chúng ta sẽ chịu cái gì, đối diện cái gì. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 16 câu 25, đây là cái câu mà Chúa nhắc nhở chúng ta: vì bất cứ ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai vì ta mất mạng sống mình thì sẽ tìm được. Như vậy cái câu, cái chữ mà máu chốt trong cái sự kêu gọi của Chúa để tôi và anh chị em bước đi thành môn đệ của Chúa, chúng ta phải học
một số chữ. Và tôi và chị em buổi sáng hôm nay học cái chữ đơn giản thôi, đó là mộc mạc. Hỏi anh em ngày hôm nay học cái chữ gì? Mộc mạc. Matthew đoạn 16 câu 25 và Philip đoạn 3 từ câu 7 đến câu số 8 như thế này: vì nếu bất cứ ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai vì ta mà mất sự sống mình sẽ tìm về được. Nhưng vì có đấng Christ, tôi xem những lợi lộc mình có như là lỗ. Hơn thế, tôi cũng xem tất cả mọi người như là sự lỗ, sự nhận biết Chúa Giêsu Christ Chúa tôi là quý hơn hết. Vì Ngài, tôi đành chịu lỗ tất cả và xem những điều đó như là rác rưởi để được đấng Christ. Mất mát có nghĩa là gì? Thứ nhất, mất mát là không có một số điều trong cuộc sống của chúng ta. Một số điều trong cuộc sống sẽ không có. Ví dụ như theo Chúa tự nhiên phải trả cái nhà lại cho cha mẹ, phải trả cái chiếc xe lại. Thậm chí mất mát có nghĩa là thậm chí phải trả cái bàn thờ lại, trả con đất lại luôn. Lý do tại sao vậy? Nếu mày lấy cái nhà, mày lấy cái chiếc xe, mày lấy công đất này, mày phải cúng. Thế là không cúng phải trả lại. Một số điều thôi chẳng hết đâu. Thứ hai, mà thậm chí mất mà lấy lại không được nghe, chứ đừng nghĩ mà lấy được à. Cầu nguyện Chúa ơi, Chúa bình dựng cho con, chứ Chúa lấy một, lấy con một, mình dựng Chúa cho, lấy lại 10, không có gì đó. Mất là mất luôn. Số 2, mất mát là chịu thiếu thốn kiệt quệ một thời gian. Nếu anh em trở thành người học viên Chúa là chắc chắn là chúng ta sẽ bị kiệt quệ thời gian. Bây giờ tại sao? Tại vì trước đây có một số anh em làm cái nghề đó là gì? Làm cái mại dâm. Anh em có đến nhà thờ cầu nguyện Chúa chơi cho con làm cái mại dâm đắt không? Hoặc là anh em trước đây làm cái nghề bán rượu hay là bán thuốc lá, hoặc là làm cái nghề bán vàng bạc. Anh em giờ tin Chúa rồi, chúng ta có cầu nguyện Chúa cho con làm những cái nghề đắt không? Chắc chắn là không, phải bỏ cái nghề, chuyển nghề khác. Mà khi chuyển nghề khác thì sao? Sẽ thiếu thốn một kiệt quệ thời gian, phải không? À, có một chị em này tại Vĩnh Long giờ điện thoại qua. À, hồi xưa giờ tôi hỏi một xưa thế này nè, tôi theo Chúa rồi, những ngày vừa qua tôi làm cái nghề là gì không? Làm cái nghề đó là xe nha. À, hồi xưa cho tôi biết rồi, tôi làm cái nghề xe nha được không? Tôi nói không được, chị ấy làm cái nghề xe nha làm gì, trong Chúa xuống đâu làm xe nha đâu. Tôi nói không được, hồi xưa ơi, nếu vậy thôi em xin bỏ Chúa. Tại cái nghề xe nha là gì không? Là cứu sống người ta, giờ bỏ nghề đó lấy gì sống? Thậm chí có một số người thấy không? Là trước đây là cái nghề chủ hội, bây giờ đi theo Chúa rồi phải bỏ cái nghề chủ hội đó. Mà tôi nói thôi bỏ đi đừng có làm nữa. Tôi nói hồi xưa chủ hội là cái nghề của em, dám sống bây giờ em bỏ là cái gì sống. Và thế là cũng gác đeo thời gian, rồi cuối cùng bể hụi. Số 3, mắc mắc là không có khả năng giữ lại một số điều gì đó trong cuộc sống. Có nghĩa là Chúa lấy luôn anh chị em, và ma quỷ nó lấy luôn, mà nó lấy lại không được ở trên nè. Số 4, mất mát nghĩa là sẽ phải từ bỏ và chịu thiệt về quyền sở hữu một số điều gì đó. Thí dụ như là quyền sở hữu chúng ta về đất ruộng nè, ganh đất nè, cái cây cóc nè, cái dừa nè, hoặc là cái cây bạc, cái chiếc xe, chúng ta sẽ sở hữu cái gì đó. Mà nếu mà chúng ta tin Chúa rồi đó thì chúng ta sẽ chịu mất mát. Có một chị em này nói với tôi thế này: sư giờ cầu nguyện cho tôi. Trước đây á, là tôi ở bên chùa đó, rồi á, là tôi cũng làm ni cô bên đó, cái người ta cúng dường cho tôi một chiếc xe. Tôi hỏi một sư chứ bây giờ á, là chiếc xe đó của ba tánh ở trong chùa, bây giờ tôi lấy cái xe đó tôi đi học nguyện Chúa được không? Tôi nói thế này nè, bây giờ chị muốn làm ni cô ở trong Chúa hả? Đó không, làm học của Chúa thôi.
Thì chiếc xe đó tôi nói thật, chị một là mình về chị trả lại cho chùa, còn nếu không là chị đi bán đi. Chị mua chiếc xe khác. Tại chiếc xe này đã có một cái sự gọi là cúng tế à. Dù có mua chuột chẳng nữa, chiếc xe đó tôi nói thật, chị sớm muộn mình cũng quỷ đến đầu không. Thật sự anh em nó đòi đấy thôi. Chị nó không nghe, cuối cùng xe bị tai nạn banh xe luôn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nói về mất mát ít nhiều rồi. Chúng ta sẽ nói về cái thứ nhất là cái nghệ thuật chịu mất mát. Anh em ơi, chịu mất mát cũng là một cái nghệ thuật nha anh chị em. Nói chuyện cũng là có cái nghệ thuật không? Đánh đàn cũng cần có một chút cái bản năng, hoặc là chút cái ăn tứ nghệ thuật không? Còn chịu mất mát cũng cần có cái nghệ thuật. Chúa ơi, xin Chúa này cho con có một cái nghệ thuật để chịu mất mát. Để chi vậy? Để anh em không có làm bầm cái người mà có nghệ thuật chịu mất mát sao? Mất mát này hả? Gặp được chưa? Người ta nở nụ cười, người ta rất là tươi. Còn cái người mà theo Chúa bị mất mát sao đâu làm gì đó? Không có nghệ thuật sao? Ở mặt ngày trầm trầm đó, than phiền. Ôi Chúa gì đó mà khổ quá. Theo Chúa gì đâu? Thôi thôi thôi, vụ này thôi dẹp đi. Chịu hết nổi rồi. Đúng cái gì cũng không được, đúng cái gì cũng không được. Nghe không? Thôi đi, bỏ thêm Chúa đi. Đi đâu ăn đồ cũng không được nè. Đi đánh bài cũng không được nè. Ăn nhậu không được nè. Thậm chí không có thuốc không được. Chưa thề không được nữa. Thôi, nhẹ. Đó. Người theo Chúa mà không có chịu mất mát thì cái đó thì là có. Như vậy, để thoát khỏi đó cần phải có sự nghệ thuật anh chị. Matthew 16:25. Thật sự khi chúng ta đối diện sự mất mát này, tôi và anh chị em phải đối diện nhiều điều. Hình như là mình đang bị lỗ anh chị em. Là anh em cảm thấy hình như mình chịu lỗ đó nghe. Ở câu kinh thánh này chúng ta đã hồi nãy chúng ta đọc rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đọc tiếp ở trong Philip 3:8. Mất mát vì cớ đấng Christ là chúng ta phải chịu lỗ. Hơn thế tôi cũng xem tất cả mọi sự như là sự lỗ vì sự nhận biết đấng Christ Chúa tôi là quý hơn hết. Bây giờ chúng ta hãy xem coi nhà cửa đất ruộng xe cộ tất cả phương tiện mà trước đây đã phục vụ cho Satan đó, thì bây giờ chúng ta theo Chúa đó và có lúc mình họ đòi lại đó, thì anh em chịu mất mát đó để chúng ta được Chúa, để được tự do theo Chúa đó, chúng ta sẽ đưa cái bàn cân chúng ta so sánh giữa Chúa và những cái vật chất đó, cái nào quý hơn. Nếu anh em nói Chúa quý hơn thì chúng ta không bao giờ tiếc. Còn nếu chúng ta xem những cái đồ vật đó là quý hơn Chúa thì chúng ta sẽ tiếc và không bao giờ theo Chúa được. Khi chúng ta chấp nhận mọi sự mất mát vì cớ Chúa Giêsu, giống như Phao-lô, ông đã chịu mất mát nhiều thứ trong cuộc đời của ông. Cuối cùng Phao-lô được gì? Anh chị em biết cuối đời của ông là ở trong tù và ông chết. Và ông để lại cái gì anh chị em biết không? Đó là đức tin, lời của Chúa. Và thế ngày hôm nay, thế giới ngày hôm nay nhờ những cái bức thư của Phao-lô mà nhiều người tin Chúa trên thế giới, hàng tỷ tỷ người trên thế giới tin Chúa. Chịu mất mát để đi theo Chúa có nghĩa là chúng ta bắt đầu bỏ hết tất cả những cái gì thuộc về sở hữu của chúng ta mà thế gian họ đòi, ma quỷ nó đòi, là chúng ta phải bỏ lại phía sau. Đó là phía sau lưng mình, không để là cái kỳ đà cản trở. Mắt đoạn 10 câu 28, Peter nói: Thưa Thầy, chúng con đã từ bỏ tất cả mà theo Thầy. Chúng ta thấy khi rơi những các môn đệ của Chúa họ làm gì? Từ bỏ tất cả. Chịu mất mát là anh em phải chấp nhận cái sự từ bỏ. Không có lý tiếp. Bây giờ chúng ta sẽ nói một số điều chịu mất mát đây. Mất mát âm nhạc thế gian. Trước đây tôi và bạn chị em chưa tin Chúa mê nhạc đời lắm không? Nhạc hoàng, nhạc disco, rất nhiều loại nhạc, nhiều danh ca ở thế giới như là ở Việt Nam chúng ta. Sáng thức dậy chúng ta nhạc nghe nhạc rồi, nhạc đâu thời tiền chiến này, nhạc hoàng đủ thứ nhạc hết. Hình như chúng ta cảm thấy cái đó là cái gắn liền trong cuộc sống chúng ta.
Nhạc Chúa thì không nhớ gì hết, mà nhạc đời là cái gì cũng nhớ, ca sĩ nào cũng biết hết. Nói thật anh chị em, trước đây tôi là trưởng ban thanh niên trong nhà thờ, tôi kêu các bạn thanh niên về nhà tôi hát nhạc đời. Tôi mua nhạc đâu kê về mọi người hát nhạc đời vậy. Cái ngày mà công an vô nhà của tôi làm biên bản thì tôi nhớ một hộp gia đình này nè. Cái công an nó lục xét nhà tôi, anh chị em biết làm gì không? Nó tìm thấy trong nhà tôi toàn đĩa nhạc đời không, nói thế này à. Ủa, ông theo đạo Tin Lành mà sao không thấy băng đĩa giờ của Chúa trên toàn nhạc ngoài không gian? Ờ, à, anh chị em, thấy nó dục quá anh chị em. Nó vô nó bắt mình ít nhiều cũng phải có cái nhạc thánh gì cho nó bắt, mà ngược lại không có gì chứ. Anh em thấy rồi, thấy quê không? Nó nói câu đó, tôi vô tôi thấy cho không có nhạc gì đạo của tôi á. Anh em kiểm tra trong đời sống những ngày vừa qua, giữa nhạc Chúa và nhạc đời anh em đặt cái nhạc nào quan trọng hơn? Thiệt không? Tôi thấy các bạn trẻ yêu đu không chứ nào nói chân á, tại anh đang ghiền nhạc Xuân Tùng MTV phải không? Phải rồi chứ gì nữa. Những ca sĩ nhạc thánh thì chúng ta không nghe, nghe nghe nhắc dở quá, nghe thấy nó chán quá, mình hát nhạc đời nó dựng, nó nhảy, rồi điện, rồi ánh sáng nó hấp dẫn. Thật sự nếu hát mình cũng nhào lên ôm đó rồi. Chúa không không nghe, mà thế gian nó nhảy nhảy lên chị. Anh biết, anh em biết rằng cái dòng nhạc của thế gian đó là dòng nhạc mà Satan nó xuất dầu trong đó. Ca sĩ, nhạc sĩ, những người mà sáng tác những dòng nhạc ở đó đều có quỷ ở trong đó. Đó là cái chất nhựa mà nó đang tiêm nhiễm trong tâm trí, trong tấm lòng của dân sự của Chúa. Nếu chúng ta ghi nhận như đó, anh chị em mà ghi dòng nhạc đó rồi, anh chị em không bao giờ cắt nhạc thánh được. Mà anh em mà ghi nhạc đó, đừng bao giờ kêu tôi, kêu anh em đứng đây hướng dẫn thờ phượng. Tại sao vậy? Tại dòng trải của thiên đàng anh em nó không có, dòng nhạc thờ phượng trong anh em không có. Mà anh em hát nhạc đó không, mà bây giờ anh em bước vào hội thánh mà hướng dẫn cái gì? Phải không? Hát hồi cái lòi ra cái nhạc đời vô nó kỳ lắm. Tại vì quên nhạc Chúa, cái hát luôn nhạc đời. Nhưng đó, chúng ta phải làm sạch cái đời sống của chúng ta để chúng ta có cái dòng nhạc thiên đàng, sự sức dầu từ thiên đàng trên chúng ta rồi, thì chúng ta mới có thể lan tỏa cho người khác. Bởi vì cái người mà hướng dẫn, người khen thờ phượng ở đây, chúng ta đặc biệt cầu nguyện sức dầu để cho anh chị em chúng ta có thể thay đổi, chuyển hướng để có một cái đời sống yêu thích nhạc thánh, nhạc Chúa. Chúa sức dầu cho anh chị em chúng ta. Rồi, chuyện mất mát thứ hai là gì? Cái này mất mát được không? Dĩ nhiên các anh chị em lớn lớn tuổi rồi, những người mà trưởng thành thì chúng ta thấy những ngày vừa qua mà hát nhạc thánh đâu mà không thích nhạc này. Nhưng các bạn trẻ nói vậy chứ nhiều khi có một số người là cũng thích mê nhạc này đó, thậm chí gọi điện thoại cho tôi một cài cái nhạc thế gian. Tôi tưởng là ủa ai, tôi tưởng là cái anh nào ông chưa tin Chúa ai gọi ai giờ ai ngờ nhân sự gọi tôi như bài nhạc thế gian luôn, đời tôi có đây hết biết không còn bài nhạc thì cái người đó là có nghĩa là gì, đang nghiện cái thứ đó. Chịu mất mát những cái nơi chốn thường ghé chân trước đây. Những cái nơi chốn mà anh em thường ghé chân trước đây là nơi nào? Những cái quán chầu, có những cô gái làm gái mại dâm thành phố ế về đó mở quán. Vậy đó mà lâu lâu lũi ra đó một cà phê với nó. Anh em uống cà phê đó để làm cái gì? Ghiền không? Ghiền cà phê, ghiền giọng hay là ghiền gái. Những cái chốn đó mà chúng ta không nên đi đến. Trước đây anh chị em đã đi đến những cái chỗ mà người ta đi coi bói, thậm chí trước đây anh chị em đã từng đến những cái nơi du lịch tâm linh, ví dụ như những cái chùa này, đi núi trong đất này, hoặc là đi ở trong cái nơi gọi là Chúa Tiên này, còn ở nơi đầy dãy hình tượng đó. Đi theo Chúa rồi, những cái nơi đó chúng ta đã từng ghé chân rồi, thì bây giờ theo Chúa phải chịu mất mát là không đến đó nữa. Mà chúng ta đi đâu? Chỗ nào có
có đồi linh, chỗ nào có cái nơi thờ phượng Chúa là chân chúng ta phải đến đó. Anh chị em biết có một lần tôi cầu nguyện cho một cái cô này, và cô này đã tình cờ đi đến một cái nơi đó, là cái nơi này nơi của sự thờ cúng trước đây. Và cô này sau này cổ lại đến đó cô chơi, không ngờ là Satan nó đến nó tấn công, nó áp chế cô này. Tại vì mình đi á, mình không có vô chùa, mình đi mình không có vô, mình đi ngoài xe, nó tôi ngồi xe nó có vô đâu. Mà anh em biết, đã đi trên chiếc xe đó rồi là nó áp chế rồi đó. Lúc mình ngồi nói chuyện với mấy người đó, trong chiếc xe nó đầy dẫy cái quyền lực đó rồi. Đi đến nơi là nó không quan trọng gì. Anh em ở nhà chuẩn bị đi là có chuyện rồi, chứ đừng nói là cái đề đi. Đừng đi đến chỗ đó. Nếu Chúa kêu anh em đi vô đó để làm chứng thì được. Đi vô đó đi dẹp hình tượng thì được. Đi vô đó để cầu nguyện là tin Chúa thì được. Đi vô mà đi chơi thì không ra đi. Đó, mất mát những cái nơi mà mình vừa ghé chân trước đây, mình sẽ không đi nữa. Mất mát thứ ba đó là mất mát bạn bè. Trước đây mỗi lần mở mắt ra thì con bạn nó đủ đi uống cà phê. Mỗi lần mở mắt ra thì con bạn nó đủ đi nhậu. Mỗi lần mở mắt ra thì con bạn đến nhà nó nói chuyện tầm phào tào lao vậy đó. Bây giờ nó biết mình theo đạo Chúa, nó biết mình theo đạo Tin Lành, nó nghỉ chơi với mình. Nó thôi mày đi theo đạo tao nghỉ chơi mày luôn. Thế là anh em chịu mất mát. Như vậy thì đối với người bạn anh em chịu mất mát, anh em có tiếc không? Nhưng có số người tiếc á. Mà nói thế này là một sinh ơi đi theo Chúa thật khó quá. Giờ tôi mất luôn mấy bạn ở trên rồi, mấy bạn chiến hữu tôi giờ mất hết. Bây giờ tôi còn ai đâu, chơi với ai đâu à. Cho một cô ấy sư suy nghĩ đi coi chắc tôi bỏ quá. Đó anh em à, anh em ghiền mấy bạn nhậu đó. Anh em thấy tốt không? Có một số anh em nó tốt á. Lý do tại sao vậy? Ghiền mấy người đó nó có rượu đi uống chứ. Xa nó rồi lấy gì đâu uống. Anh em khi đã tin Chúa thì chúng ta phải chấp nhận chịu mất mát một số người bạn, mà những người đó là những người bạn sống. Những người bạn có thể dụ anh em thờ cúng trở lại. Những người bạn mà có thể coi bói anh em. Những người bạn có thể là nói những cái điều để mời anh em trở lại cái đời sống xưa. Thì anh em phải làm gì? Đón tiệc nghỉ chơi. Trước đây anh chưa biết tôi làm cái nghề điện. Tôi rất là nhiều bạn. Mà anh em biết mỗi một ngày tôi uống khoảng mười mấy ly cà phê. Tôi nhậu cà phê, mỗi thằng bạn đó uống ly cà phê, để uống gì giờ uống ly cà phê, để uống cái ly cà phê. Uống ít cà phê xong đó anh em biết tôi sau này tôi bị uống lên máu. Cái bị gì không? Bị ảnh hưởng từ cái đường ruột cũng do vấn đề viêm cà phê. Sau khi tôi yêu mến Chúa, tôi học viên Chúa, mấy bạn nó đẹp luôn vậy. Nói là nó nói tôi thế này. Chồng ơi, tao thấy không gà, mày theo đạo, tao thấy mày thiêng liêng quá, tao thấy mày thôi, chắc tao nghỉ chơi mày quá. Nói tôi gì đó, tôi nói thôi, ok, thôi mình bái bái đi. Chuyện nào lâu lâu gặp thôi, còn thôi, nó thôi nha, thôi, tao không thích tụi bay nha. Tao thấy mỗi lần chơi tụi bay nó tụt cái thể của tao khác. Mà ngồi gần tụi bay, ngồi dưới dối, tụi bay hút thuốc hoài hoài cho mặt tao, tao chịu tới đó. Thôi, bái bái. Anh chị em nói, anh em chơi với người bạn đó đi, anh em thấy không? Thấy không? Nó nói tụt chửi thề. Rồi nó tới lâu nó ngủ mình làm bậy làm bạ rồi kia đó. Anh em phải làm gì? Có những lúc anh em phải đánh đổi việc mất mát với bạn. Cái người mà không chịu mất mát là sao? Sáng nay là ngày chủ nhật thờ phượng Chúa con bạn. Alo mày cảnh không? Mày đi sao? Tao coi nè, mày đánh dỗ mình kia nè. Hôm trước mày nhớ không? Thằng đó tao mày chạy xe mình đụng nó chết đó. Bây giờ đây tới ngày đánh dỗ rồi, tao mày đi đến nhà nó làm đánh dỗ nó. À, ừ, vậy hả? Thôi, bỏ nhớ đi đến đánh dỗ nó. Anh em, nếu anh em chấp nhận sự mất mát rồi thì anh em sẽ liền khỏi những điều. Còn nếu anh em mà đi đến cái chỗ của cái thằng bạn mà đụng nó chết, nó thật anh em trên đường đi đến là bị tai nạn rồi. Cái thằng thứ hai là mình đó. Bây giờ xin Chúa ngày cho tôi và anh chị em nhận ra được những cái sự mất mát đối với người bạn xấu, chúng ta phải liền họ, đánh đổi anh chị em. Để thay vì đó Chúa cho anh em có những người bạn tốt, người bạn ở trong Chúa đã khác. Cái chịu mất mát việc làm. Có những cái việc làm của anh em trước đây là những việc làm nó mang tính chất là xấu, hồi nãy tôi nói đó. Anh em phải trả giá để đổi những cái nghề. Ví dụ nghề bán vé số này,
cái xuống địa, cái nghề mà nó làm cho cái cảm giác giống như là mình có lỗi gì đó, làm cho dây này nghề cho dây nặng lại đó. Cái nghề mà ví dụ như là bán mua bán cái hàng đa cấp đó, là không gặp chú không nên mua bán hàng đa cấp. Trước đây có một chị em bán hàng đa cấp ở trong hội thánh, cái giờ nhóm thờ phượng Chúa xong cái đoàn mời hội thánh ở lại, chúng ta sẽ nói về hàng đa cấp nha anh chị em. Bây giờ chỉ qua cái dạng khác ở trong nhà hội thánh luôn, sau đó tôi phải dừng cái công việc của người đó lại. Những cái công việc làm nó không tốt, chơi hụi nè, hoặc là làm những công việc như buôn bán rượu thuốc lá, hoặc là những cái buôn bán gì nó sai chặt anh em phải dừng lại để chuyển cái nghề khác, cái nghề nó thích hợp cho vấn đề mục đích chúng ta. Vì đó anh chị em là anh em đi theo Chúa rồi, anh em có làm cái nghề đi đòi lần nợ mướn được không? Sao vậy? Sao không làm nghề đòi nợ mướn được? Nhưng nên Chúa xuống đi đòi. Mày mà không trả tiền tao nhân lên Chúa xuống đốt nhà mày. Anh chị em tôi nói thật, anh chị em có một bé này đó. Bữa đó bắt đầu tôi đi Malaysia tôi về. Và tôi còn bên Malaysia nó gọi điện thoại cho tôi. Nói là một sư vừa cầu nguyện cho em, bây giờ em không có chân rồi. Nói sao không? À, một sư cầu nguyện cho em, giờ em đau lắm, giờ em không có chân rồi. Tôi nói, cô nói lý do tại sao tôi không? Thôi một sư cầu nguyện đi. Cái đó không được đâu, cũng phải nói lý do. Giờ nãy em cầm xăng đốt nhà kia, giờ không có tin em. Nó đi đòi đòi thêm, cho em nó đi mình đó thôi. Một con gái á. Hơn không có người, nó không có chân. Về xong tôi gặp nó cái chân, nó không có chân. Tại lúc nó đổ xăng lên em, rồi là nó phục xuống, nó cháy luôn cái chân nó. Vì mà nó chưa tôi còn nguyện cho nó. Nó không nói gì hết. Anh chị em á, phải tìm hiểu cái nghề nào nó quan trọng á, không? Và nó thuộc linh á, không? Nó tốt, nó không ảnh hưởng gì á, thì chúng ta làm. Chứ đừng làm những cái việc đó. Rất nhiều cái nghề mà chúng ta sống đặt luôn chút. Đó. Hay thay đổi nghề đi, đừng có sợ. Đừng có tiếc. Hãy chịu thiệt đi. Có thể anh em sẽ khó khăn thời gian á, nhưng Chúa cho chúng ta cái công việc này. Chịu mất mát trong kinh doanh. Làm ăn kinh doanh á. Mỗi lần kinh doanh là anh em phải trốn thế. Làm kinh doanh là anh phải làm hối lộ. Mà nếu mà anh em á, làm con cái của Chúa là sống ngày thẳng. Mình là một con cái của Chúa sống ngày thẳng. Nếu kinh doanh đóng thế thì mình phải đóng thế. Và mình phải làm đúng theo cái luật pháp của nhà nước, chứ không có làm trái luật được. Đó là cái tiêu chuẩn của con dân của Chúa phải. Anh em phải chịu mất mát những cái bộ phim hay, ai nhìn phía đó 5 giờ là có người kêu phim, 5 giờ chiều có phim, mà con có ghiền không? Thậm chí ngay cái giờ mà anh em đang coi phim, tôi đến nhà, đây alo có nhà không? À, xin lỗi cuộc sinh hôm nay em không có nhà, thôi giờ để gì khác con xin đến không? Hỏi sao vậy? Dạ em đang coi phim. Tại vì chúng ta hay quá. Anh chị em biết khi chúng ta dừng phim ảnh rồi đó, phim đó là những cái câu chuyện mang tính chất là hư cấu và giả tạo thôi. Nó sẽ làm chúng ta bị ảnh hưởng rất nhiều ở trong vấn đề cái tình cảm, cảm xúc của chúng ta. Rất nhiều người đàn bà, đặc biệt các cụ già đó, coi phim cái là khóc. Không làm gì trên con phim đó không. Rồi khi mà khóc, cái cảm xúc của họ bắt đầu sai chập, rồi bắt đầu không nghi ngờ, không? Ví dụ thấy con dâu của trong cái kinh thánh, ở trong cái cuộc phim đó xong, con nhỏ đó nó sống ngoại tình, con nhỏ nó sống rồi tự nhiên mình coi xong mình thấy nghi ngờ con dâu mình, chẳng biết con dâu mình có nhỏ trong. Mình thấy là cái đời cũng như phim, phim cũng như đời, cái chuyện mà nó không có xảy ra, ngược lại chính mình làm cho nó xảy ra cái chuyện tương tự hơn. Anh em phải chịu mất mát những cái đó, phải bỏ đi. Ai mà những ngày qua còn nghiền phim trên TV, trong điện thoại á, thì phải dừng lại.
anh em phải chịu mất mát gì nữa. Chơi game, chơi đánh bài, dùng bia rượu, thuốc lá, những cái đó anh em phải chịu mất mát là bỏ. Mất mát có nghĩa là từ bỏ anh chị. Theo gì thì tiêu thời gian, thời gian anh em chơi game, chơi đánh bài, dùng bia rượu đó, anh em phải dùng gì? Thời gian để đánh đàn, được không? Hát ngợi khen Chúa, được không? Thờ phượng Chúa, được không? Đọc kinh thánh, được không? Đi học kinh thánh là không có thời gian, giờ ở ngày ở nhà đánh bài nguyên ngày được. Đi thờ phượng Chúa không thời gian, sáng sỉnh chiều say thì được. Để rồi cuối cùng cuộc đời chúng ta gặp nhiều cái sự khó khăn. Có hai cách để chúng ta để mất mát. Nếu anh em đi theo Chúa đã quyết định rồi đó, hoặc anh em không theo Chúa chẳng nữa, anh em có gì bỏ chút đó, anh em sẽ có hai cái này. Bởi vì chúng ta đừng có nói rằng tôi không có theo Chúa chắc không bị gì đâu. Anh chị em ơi, cuộc đời của chúng ta trên đất này là chỉ gửi tạm thôi nha. Đó là anh chị em là gửi tạm thôi đó. Chúng ta không có quyết định được cái cuộc đời của chúng ta đâu. Nếu chúng ta mà quyết định được cuộc đời của chúng ta rồi thì khác rồi. Nhưng chúng ta không có cái quyền cho cuộc đời của mình. Giăng đoạn 10, 17, 18. Sở dĩ cha yêu thương ta là vì ta hy sinh mạng sống mình để được nhận lại. Không ai cắt mạng sống ta đi được, nhưng ta tự nguyện hy sinh. Ta có quyền hy sinh mạng sống và có quyền để lại. Ta đã nhận mệnh lệnh này từ nơi cha ta. Có hai cách để chịu mất mát những gì Chúa muốn chúng ta bỏ. Một, đó là ai tìm mạng sống mình thì sẽ mất. Thứ hai, hãy tự nguyện phó dâng trước khi bị mất. Anh em chọn cái nào? Nếu anh em vì cớ yêu mạng sống mình, vì cớ yêu cờ bạc vũ che, cái đó nó sẽ tiêu mất anh em. Thứ hai, hãy phó sự sống mình, có nghĩa là hãy dâng trước khi bị mất. Anh em hiểu cái nào? Hãy mất trước khi nó mất. Anh em muốn cái gì? Gọi là hy sinh cho nó đó. Chỉ có hai cái thôi. Một, Chúa sẽ cấp. Hai, hãy dâng trước khi Chúa cấp. Chỉ có hai cái đó thôi. Anh em muốn cái gì? Có một lần anh chị em thế này, tôi đến gia đình đó thăm, thì cái anh có cái gia đình này là họ chưa có chịu dẹp cái bàn thờ. Họ dẹp cái bàn thờ thần tài thú địa, nhưng mà cái bàn thờ ông già thì không có dẹp. Một năm hai năm trôi qua, cái bà già bà cũng lớn tuổi, bà chín mấy tuổi rồi, thì bà cũng đi lên trên xuống vậy đó, nhưng mà bà tin Chúa nhưng mà lâu vẫn còn thắp nhang. Sao anh chị em biết là sao? Con đứa con mà nó yêu mến Chúa đó, nó cầu nguyện hoài, nó Chúa ơi xin dạy con cách để thay đổi mãi. Một ngày nọ anh chị em biết điều gì xảy ra không? Đột nhiên tự nhiên cái điện nó chặt nó cháy, cháy luôn cái bàn thờ. Mà anh em hơi là không cháy cái nhà. Khi nó cháy khói một bình ở chân, cái gia đình mới chạy lên, không mừng quá. Cái bàn thờ nó cháy rồi cái nhà không có cháy. Có nghĩa là gì? Chúa cấp đi. Cái gì mà anh em tiếc nha, anh em không muốn dâng, anh em không muốn bỏ đó, anh em an tâm đi. Một là Chúa sẽ cấp đi, còn hai Chúa cấp cái mạng mình đi luôn. Chọn cái gì là do mình quyết định. Có một anh này, anh này tin Chúa, nhưng Chúa kêu đi hầu việc Chúa bắt đầu không có chuyện gì, bắt đầu cũng lấy xe chạy làm việc này việc kia như vậy. Anh nói rằng là đến một thời gian đi rồi sau đó thì anh cảm động, hay là sau đó thì anh đi đùng một cái chiếc xe tông anh chết tại chỗ. Chúa cấp đi rồi,
dẹp cái mạng của mày đi. Hỏi anh em, nếu cái anh đó mà anh dâng cái mạng sống anh cho Chúa đi hầu việc Chúa thì có bị trách oan chút gì? Cũng một thế nhiều khi người cha người mẹ, Chúa kêu con của chúng ta hãy dâng nó cho Chúa, anh chị em đã quyết định dâng cho Chúa rồi, nhưng mà anh em phải kiểm soát nó. Khi nó hầu việc Chúa anh em cả, lúc còn nhỏ là dâng cho Chúa rồi đó nghe. Bây giờ khi nó đi hầu việc Chúa, nó lớn lên nó học trường tinh thánh và nó đi làm mục sư là nó không lo tiền cho anh em, anh em cả. Em nói nó, tại sao mà mày đi, tại sao mày đi, mày hình Chúa gì, tại sao mày làm việc Chúa, mày không lo cả. Anh chị em biết có một đứa bé, có một đứa bé khi mẹ nó cản trở đó, bắt đầu anh chị em biết gì không? Ngày đó nó bị bệnh và nó chết rồi. Mẹ nó rất là đau, mẹ nó hơi tiếc, nói Chúa ơi tại sao Chúa cấp con đi. Tôi mới nói là trước đây chị có dâng nó cho Chúa không? Nói có. Tại sao mà chị kiểm soát nó như vậy? Tại tôi thấy nó đi hầu việc Chúa sau này tôi sợ nó không có tương lai. Anh nghe theo Chúa mà không có tương lai, rồi nó đi nó chết vậy, nó chết vậy có tương lai ha? Nó tương lai ở trong cái nghĩa trang nghĩa địa đó. Bởi vì Chúa mà kêu gọi chúng ta hãy đáp ứng sớm đi, đừng để cho tất đi rồi không còn cơ hội nữa đâu mà chết đi. Phần lớn là chúng ta hay tiếc, hay nắm giữ luôn, nắm giữ cái gì vậy? Thì cuối cùng khi chúng ta nắm giữ rồi, anh em chỉ biết rằng nó mất hết tất cả, dồn luôn, Chúa lấy lại luôn. Chúa anh em, Chúa tịch thu không còn cái chén ăn cơm nữa, không còn cái nhà ở luôn cho anh em hay. Tại sao vậy? Tại cuộc đời của chúng ta thuộc về Chúa chứ không thuộc về mình mà mình quyết định được. Anh em có biết được ngày mai anh em về đâu không? Nhưng lên nó biết ngày mai nó chết đâu. Giống như chúng ta nó đi, nó biết rồi đi. Cuộc đời chúng ta không ai biết được ngày mai đâu. Nhưng đó, nếu mà chúng ta còn sống ngày hôm nay, hãy lo cho ngày nay mà hết lòng phục vụ Chúa ngày nay đi. Đừng để ngày mai, đừng có hẹn người cuối cùng rồi chúng ta đi luôn không còn được gì. Kế tiếp, hãy phó dâng trước khi bị mất. Anh chị em biết rằng nếu một người khôn ngoan thì họ làm cái điều đó. Người khôn ngoan thấy trước tai họa và ẩn mình, nhưng kẻ khờ dại cứ lao tới tai họa. Khi Chúa kêu gọi anh em dân, anh em từ bỏ đó, hãy làm nhanh đi, đừng có chần chờ. Mà khi anh em càng chần chờ đó thì nó không có tốt. Hãy phó dân, đó là cái sự khôn ngoan của chúng ta. Hãy dân trước, hãy từ bỏ trước khi cái điều tiêu cực nó đến. Cuối cùng, phước hạnh. Cái người mà quyết định chịu mất mát đó, sẽ mất mát một thời gian đó, người đó sẽ được làm gì? Môn đồ của Chúa. Thứ hai là cái gì? Không mất sự sống. Và thứ ba, được Chúa tôn quý. Tôi thấy một cái người nào mà họ dâng cho Chúa, họ đáp ứng cái sự lời của Chúa, sự kêu gọi của Chúa, là cái người đó sẽ trở thành cái môn đồ của Chúa. Mà chúng ta cứ chần chừ đó nghe, rồi cuối cùng rồi không còn cái gì luôn. Nếu chúng ta đáp ứng trước mặt Chúa rồi, chúng ta không bao giờ mất sự sống rồi. Sự sống là sự sống đời đời đó chứ. Thậm chí sự sống đời đời mà luôn cả sự sống khỏe mạnh, sự sống bình an ở trên đất này. Anh em coi, anh em chịu mất mát rượu, bia, thuốc lá, chịu mất mát những người bạn xấu, anh em sẽ được cái gì? Anh em sẽ được những người bạn tốt. Anh em sẽ có một thân thể khỏe mạnh, không còn bị cái chất độc của men rượu nó hủy hoại chúng ta nữa. Anh em mất mát những cái công việc, cái nghề nghiệp mà nó làm tổn hại cái sức khỏe của mình, bây giờ anh bỏ đi, anh em thuộc về Chúa, anh em sẽ có công việc mới, tiền lương có thể cao hơn hoặc là thấp hơn cũng được, miễn mà chúng ta có thời gian đi hầu việc Chúa là được.
Có một số anh chị em biết không, họ trả giá tôi thấy đặc biệt thế này. Có cô này anh chị em biết làm việc 40 triệu một tháng, đùng một cái. Đó là cô này cũng tin Chúa anh chị em. Cái đầu đó là cổ phải quyết định là gì? Đi dấn thờ của Chúa mẹ. Và cái công việc của cổ nó lúc phải làm thêm ngày chủ nhật. Vì thức ngày chủ nhật cô này bắt đầu bỏ cái nghề đó nè, bỏ công việc, bỏ công ty luôn, chỉ qua công ty khác làm tháng chỉ có 15 triệu thôi. Mất bao nhiêu không? 25 triệu. Một cô sẵn sàng làm vào công việc 15 triệu khác để nghỉ ngày chủ nhật thờ phượng Chúa. Anh em thấy cô đó chịu mất mát không? Chịu mất mát. Nhưng sau này anh chị em biết cô làm được mấy năm đó, cái công ty đó, sau này cô này cũng lên trở thành quản lý luôn. Và sau đó cô là một trong những người được cái nơi đó mình rất tôn trọng. Và Chúa khiến cho cô mua được xe, mua được nhà, làm được nhiều điều. Sau này cái số tiền nó không phải là 15 triệu. Số tiền mà cô làm cho công ty mới để thờ phượng Chúa nó gấp 3-4 lần. Và tôi nói điều gì cho anh em biết, chúng ta có sẵn sàng đánh đổi cái của thuộc về thế gian để chúng ta thuộc về Chúa hẳn hay không? Chúa kêu gọi tôi anh em để trở thành cái người bước đi theo Chúa. Anh chị em khi bước đi theo Chúa, chúng ta sẵn sàng chịu mất mát những cái điều mà Chúa muốn. Nếu anh em sẵn sàng chịu mất mát những gì thuộc về Chúa, mất mát thế gian này, mất mát tội lỗi, mất mát nghiện ngập, mất mát những cái thói hư tật xấu để chúng ta được Chúa, thì chắc chắn Chúa sẽ cho anh em được tôn trọng. Còn nếu anh em mà nghiện ngập, anh em thấy cái người nghiện ngập sáng sỉnh chiều sang nói chuyện có ai coi ra gì không? Một cái người uống rượu đi mà đi ra nói chuyện người khác, người ta coi ra cái gì? Nói chuyện vậy mà câu con nít nó cũng ghét, nó chia với người đó. Nếu anh em là có người không có uống rượu mà đi ra nói chuyện với người khác, anh em thấy sao? Người ta tôn trọng. Mà anh em là người đạo đức, là người hầu biết Chúa mà đi nói chuyện người khác, người ta coi sao? Thì còn tôn trọng anh em hơn cái điều đó. Bởi vì người ta sẽ tôn trọng khi chúng ta sống một đời sống đẹp lòng của Chúa Trời. Và Chúa không để cho anh em bị thiệt thòi mất mát. Chúng ta mất mát những cái gì thuộc về thế gian này, nhưng chúng ta sẽ thuộc về Chúa và Chúa sẽ bù đắp chúng ta trăm lần hơn. Qua lời Chúa buổi sáng hôm nay, xin Chúa cho tôi và anh em trở thành người hầu vị Chúa. Và chúng ta sẽ bước đi theo Chúa theo sự kêu gọi của Thánh Linh. Buổi sáng hôm nay, trong quý vị có ai muốn mình đáp ứng cái lời kêu gọi của Chúa không? Còn các anh muốn mình tự do khi bị mất mát những cái gì thuộc về thế gian này, chúng ta không có liên tiếp không? Chúng ta có muốn mình bước đi theo Chúa một cách thanh không, và không để những cái gì ở thế gian này nó lụy mình, nó làm cho mình bị ngăn trở không? Nếu chúng ta muốn thì đứng lên. Còn nếu anh em muốn tiếp cái rượu, tiếc thuốc lá, tiếc những thứ hư tật xấu thì ngồi xuống. Để cái đó nó sẽ làm anh em sướng hay là khổ gì đó là tùy quyết định. Nhưng mà anh em hãy giơ tay lên. Những anh em nào đứng hãy giơ tay lên và chúng tôi cầu nguyện. Anh em hãy cầu nguyện theo tôi. Nhân danh Chúa Giêsu. Con công bố. Đáp ứng sự kêu gọi của Ngài. Là sự kêu gọi thuộc linh. Sẵn sàng chịu mất mát đời này, những thói hư tật xấu của con, những sự sai phạm yếu đuối của con, để con thuộc về Chúa. Con chấp nhận chịu lỗ đời này để được những cái sự lời của Chúa ở trong con. Đó là sự sống đời đời, đó là sự sống bình an khỏe mạnh, đó là sự sống phước hạnh. Con cảm ơn Chúa, con đã được tự do. Ngày Chúa sức dầu cho con, con
từ bỏ được những sự ngăn trở, và con không có tiếc nuối nó nữa. Con cảm ơn Chúa trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Chúng ta cầu nguyện chung. Lạy Cha, chúng con ở trên trời, nên Cha được tôn thánh, nước Cha được đến, ý Cha được đến ở đất như ở trời. Xin cho chúng con hôm nay và xin tha tội lỗi chúng con, vì chúng con tha kẻ phạm tội của chúng con. Xin chỉ để chúng con bị cám dỗ, sống của chúng con ra khỏi điều ác, vì nước quyền vinh hiển thuộc về Cha đời đời vô cùng. Amen. Sống đời sống khỏe mạnh, bình an, tươi mới, giúp cho con sống một đời sống từ bỏ, tận hiến cho chính Ngài. Trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Chúng ta cùng nói.